Nếu do chân như này an lập địa giới, tức do chân như này an lập thủy hỏa phong không thức giới. Nếu do chân như này an lập thủy hỏa phong không thức giới, tức là do chân như này an lập vô minh. Nếu do chân như này an lập vô minh, tức là do chân như này an lập hành thức danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ yêu não. Nếu do chân như này an lập hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não, tức là do chân như này an lập bố thí ba la mật đa. Nếu do chân như này an lập bố thí ba la mật đa, tức là do chân như này an lập tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa. Nếu do chân như này an lập tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa, tức là do chân như này an lập pháp không nội. Nếu do chân như này an lập pháp không nội, tức là do chân như này an lập pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi,